Vâng, em Đạt Trần xin chào toàn thể các bác đam mê audio trên toàn quốc. Và trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu âm ly cho các bác. Thì rất là nhiều bác quan tâm và gọi cho Đạt Trần bảo là sao bên anh không giới thiệu âm ly. Thì cũng nói thật với các bác là em cũng khá là bận, bây giờ em thường hay giới thiệu loa, còn âm ly bên em cũng có nhiều, em cũng rất là ít khi giới thiệu. Thì em chỉ giới thiệu những cái con nào đẹp xuất sắc thôi. Thì hôm nay theo nguyện vọng của một số bác thì em sẽ lên sóng chiếc âm ly mới về Đơn Ông PMA 2000, một dòng âm ly cao cấp của Đơn Ông. Cặp này cái chiếc âm ly này thiết kế thì vô cùng là độc đáo, ấn tượng và sang trọng. Các bác có thể quan sát thấy cái vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và đó. Nó có cái màu vàng chanh cực kỳ là đẹp. Và cái máy này thì đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Đơn Ông PMA 2000. Đẹp xuất sắc từ mặt đến đáy đến ruột. Và lát nữa em sẽ cho các bác khám phá hết. Điểm qua một chút về cái thông số đi. Xem nào, con này đánh các cái dòng loa từ 4 đến 16 ohm và công suất là 250W, đánh BY và các cái rắc cắm cũng như là rắc AV mạ vàng. Đánh được rất là nhiều loa. Cái chất âm của dòng Đơn Ông này là nó vô cùng là sạch sẽ, tiếng chi tiết sạch sẽ, tiếng bass dày. Và nó đánh được nhiều loa, nổi trội nhất là nó đánh các cái dòng loa cây cột châu Âu, đánh tốt các cái dòng loa Anh như là BV kép này, đánh tốt các cái dòng loa Đan Mạch như là Jamo. Đấy, đánh loa Đức, Canton, đây em đang đánh Canton đây, đánh loa Đức, Canton này, đánh các loa Ý, Chario, nói chung là đánh rất là nhiều các cái dòng loa cây cột và các dòng loa Bruxelles, các dòng loa châu Âu, với cái chất âm tinh tế, sạch sẽ và ngọt ngào, tiếng nó rất là sạch và tơi, không bao giờ có chuyện ủ rền trên cái chiếc âm ly Đơn Ông PMA 2000 này. Cái chất âm của nó thì quá hay rồi. Em sẽ đi vào chi tiết về cái độ mới của cái chiếc âm ly 2000 này. Em mời các bác quan sát kỹ mặt mũi nhé. Em sẽ quay từ từ vào chi tiết. Các cái này nó còn mới, nó còn mới đến mức là các bác vẫn còn nhìn thấy cái ánh vàng chanh nhưng mà vẫn hồng hồng. Đó. Đó, núm nút là sáng choang nhé. Hơi khó quay, núm nút sáng choang chứ không có xước sát gì đâu. Đấy, mặt mũi rất là đẹp. Nó có thể chơi được direct các bác nhé. Chơi direct cho âm thanh mộc. Đấy, các bác không qua chỉnh bát chép đó. Đấy, để volume sáng quắc luôn. Và máy có rất là nhiều các cái đường vào. Tép 1 này, tép 2 này, phono, CD, tuner, AUX, AUX 2. Đó, rất nhiều các cái đường vào cho các bác chơi. Chơi âm ly tích hợp Đơn Ông PMA 2000. Rất là mới. Đấy về phần mặt. Tiếp theo là về phần, đây là phần lưng. Mặt lưng của nó cũng rất là đẹp. Các bác nhìn nhá, hàng bãi đẹp và sạch sẽ. Thậm chí nó còn chưa có những cái vết bẩn, vết dơ ở trên cái mặt máy. Sở dĩ em, đây, ốc em đã tháo sẵn ra để lát nữa các bác xem nội thất luôn. Tay ốc của nó đây. Đấy, đầy đủ ốc luôn. Máy này thì quá xuất sắc rồi các bác nhá. Các bác chờ một chút. Em đã tiến hành tháo mặt máy và mời các bác quan sát về cái phần bên trong của máy. Máy này chạy hai nguồn rất là khỏe các bác nhé. Tiếng vô cùng vững vàng, hai tản nhiệt. Và các cái linh kiện còn mới, đẹp như vừa xuất xưởng. Máy đẹp xuất sắc. Đây, các cái đầu rắc cắm này, nó còn mạ vàng này. Đấy, máy rất là ít bụi luôn.
Hàng này hàng lưu kho siêu thị Nhật vừa về. Đó, các bác thấy không? Máy mới và cực kỳ là đẹp. Đẹp không tì vết luôn ạ. Đây, đây là xốp, đây là xốp. Xốp nó bay vào trong. Chưa có một vết hay han gì xuất hiện trên con máy này. Đó, đó là cái phần nội thất nhá. Em sẽ lắp máy vào. Và em sẽ tắt máy để các bác quan sát về các cái phần tiếp theo. Em phải tắt máy đi chút nhé. Máy này khá là nặng các bác nhé. Nặng về cỡ gần 30kg. Đây, mời các bác quan sát phía sau. Phía sau phần đáy còn rất là mới. Đây, trong này còn nhét cái xốp ở trong này. Phần đáy rất là mới. Đây, các cái cổng vào và các cái rắc AV như chưa từng cắm rút lần nào, còn đẹp vàng óng. Các cái ốc thì còn đen nhánh. Đây, các bác mua máy thì để ý số seri máy nhé. Đấy, con này là đẹp xuất sắc luôn. Và cái số seri đây, đuôi 5985, đẹp xuất sắc luôn. Các cái cầu loa vàng óng, không một tí vết, quá xuất sắc cho một con đàn ông PMA 2000. Tiếp theo là mời các bác quan sát phần đáy. Đấy, 4 chân còn đủ. Toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi cái này luôn. Rất là mới, chưa có một vết vân tay ở đây. Chứng tỏ là con máy này quá đẹp, xuất sắc. Vâng, và vừa rồi là các bác đã được nghe giới thiệu về cái chiếc âm ly đàn ông PMA 2000, một dòng âm ly rất là hay và đánh được nhiều các cái loại loa. Chiếc âm ly này đặt trần có giá bán là 12.500.000 đồng, bên em ship toàn quốc và giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Cái chiếc âm ly là bên em bao zin và bao đẹp xuất sắc cho các bác, giá 12.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mời bác alo trực tiếp cho đặt trần số máy 0983586968. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em và hẹn gặp lại các bác ở cái clip gần nhất. Và bác nào chưa đăng ký kênh của Đạt Trần, mời các bác đăng ký kênh Đạt Trần để theo dõi cũng như là cập nhật các sản phẩm audio mới nhất do Đạt Trần cung cấp. Vâng, bên em xin cảm ơn các bác rất nhiều và xin chào các bác.